Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cập nhật diễn biến tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Là bị cáo cuối cùng trong vụ án bước lên bục khai báo, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Capella, khai mình bị cột sống và một số bệnh. Hội đồng xét xử cho biết nếu quá trình xét xử, sức khỏe không đảm bảo, bị cáo Trí cần báo lại cho tòa biết. Ông này khai mình sinh năm 1970 tại Lâm Đồng, còn nơi cư trú tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Bị cáo khai có 5 người con nhỏ nhất sinh năm 2023. Ông Trí nói bản thân không có tiền án tiền sự và bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 2, 2023. Ông này bị cáo buộc chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan số tiền 1.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử thông báo, trong số hơn 2.400 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới phiên tòa, chỉ có 81 đại diện tới tòa. Sau đó, chủ tòa thay mặt hội đồng xét xử giải thích quyền và nghĩa vụ của các bị cáo trong vụ án. Tòa cũng phổ biến quyền và nghĩa vụ của bị hại cho bị cáo Trương Mỹ Lan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trong vụ án này, ngoài tư cách bị cáo, Trương Mỹ Lan còn hầu tòa với tư cách bị hại đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch tập đoàn Capella. Hôm nay, ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, giữ quyền công tố tại tòa có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để bố trí, đảm bảo các công tác an ninh. Để đảm bảo an ninh, lực lượng chức năng đã kéo rào chắn khu vực xung quanh tòa án. Các rào chắn được bố trí ở các tuyến đường gần Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như ngã tư Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã tư Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Nhất. An ninh phía bên trong Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được thắt chặt. Trong vụ án này có 5 bị cáo đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Khu vực phía bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Các hàng rào chắn được bố trí để tránh tình trạng tập trung đông người. Khoảng 7 giờ, xe chuyên dụng chở các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đến tòa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, 5 bị cáo trốn truy nã vì những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và những đơn vị liên quan. Các bị cáo trong vụ án bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Bộ luật hình sự năm 1999, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Bộ luật hình sự 2015, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thành phần hội đồng xét xử gồm thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân. Về phía cơ quan công tố có 10 kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phiên tòa có hơn 150 luật sư tham gia bào chữa và hơn 2.000 cá nhân, tổ chức được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án. Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng SCB đối với hành vi tham ô tài sản. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đồng thời là bị hại liên quan hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí. Trao đổi với báo chí chiều ngày 4 tháng 3, ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn phòng Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều cùng ngày thì công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn tất từ phòng xét xử, khu vực báo chí, luật sư và những người liên quan. Cũng theo ông Duy, do trụ sở tòa án đang trùng tu nên chỉ có thể đáp ứng được số lượng các bị cáo và lực lượng làm nhiệm vụ tại phiên tòa và những người liên quan, không bố trí được chỗ ngồi cho thân nhân của các bị cáo.
Trong thời gian diễn ra phiên tòa, người dân vẫn có thể liên hệ công tác với Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như bình thường do phiên tòa có khu vực riêng, ông Duy nói. Theo đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án này có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử 86 bị cáo về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giai đoạn 2, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Giai đoạn 1 của vụ án, xét xử từ 5 tháng 3 đến 29 tháng 4, sẽ tập trung xét xử các bị cáo để thu hồi tài sản và làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2. Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi 5 người này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, mặc dù không giữ chức vụ gì trong SCB, nhưng do nắm 91,5% cổ phần SCB cho cá nhân, pháp nhân khác đứng tên, nên thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB. Đồng thời, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chủ các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, nên bà Lan bằng nhiều thủ đoạn như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập các đơn vị thuộc SCB, chi để cho vay, giải ngân theo yêu cầu, thành lập các công ty ma, tạo lập hồ sơ vay khống, cấu kết với các công ty liên quan tạo lập khoản vay, chiếm đoạt tiền của SCB, thông đồng, cấu kết với các công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB. Kết quả điều tra xác định trong giai đoạn 10 năm, từ 1 tháng 1, 2012 đến 7 tháng 10, 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.257 khoản trên hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10, 2022, còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi phí 193.315 tỷ đồng. Nợ gốc của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1/2012 đến ngày 31 tháng 12 2017, bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.600 tỷ đồng sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1 tháng 1, 2018 đến 7 tháng 10, 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi suất phát sinh từ nợ gốc. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay, như vậy, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan giúp sức cho bị cáo đã gây thiệt hại cho SCB tổng cộng gần 498.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.